người đầu bếp đổ lỗi cho dầu ăn bị nhiễm độc gây ra chết người tại Ấn Độ, tin từ Patna. Ngôi trường tại làng Mashhad ở huyện Jabkha phát bữa ăn trưa miễn phí cho học sinh theo chương trình bữa ăn giữa ngày. Các nhóm y tế điều trị cho các em cho biết họ nghi ngờ thức ăn bị nhiễm thuốc trừ sâu. Bà Manju Devi, đầu bếp của trường và là người cũng đã bị bệnh sau khi ăn đồ ăn cũng đã vào bệnh viện. Bà đã nói với các phóng viên là dường như có một lớp cặn ở dưới bình dầu. Các đảng đối lập cáo buộc chính phủ do đảng Janatandal lãnh đạo đã có hành động quá chậm chạp. Hàng chục người đã xuống đường để biểu tình. Ông Sushil Modi, một nhà lãnh đạo địa phương của đảng đối lập chính Bharatiya Janata, đã tới thăm các trẻ em và cha mẹ của các em tại bệnh viện vào ngày hôm qua. Một thành viên khác của đảng Bharatiya Janata là ông Khavit Dudi cũng đã tới thăm các em. Ông nói với các phóng viên là các bác sĩ cho biết nếu các em học sinh được chuyển tới Patna, cách trường khoảng 80 cây số, có thể có thêm nhiều mạng sống đã được cứu. Chính quyền tỉnh cho biết họ đang điều tra nguyên nhân gây ra thảm họa.